Vâng, cửa hàng âm thanh số đỏ xin kính chào toàn thể các bác ạ. Đầu xuân năm mới cho được cửa hàng mình em gửi lời chúc đến tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Một lời chúc tốt đẹp nhất và may mắn nhất trong năm 2022 này. Thì đầu xuân năm mới, cửa hàng mình em xin lên sóng cho các bác. Đây là một con vang EIM. Thì nói đến EIM thì các bác cũng quá quen thuộc rồi. Nó là một trong những con vang cơ đai số hiện tại là vua trên thị trường. Ở trên thị trường hiện tại bây giờ thì vâng, cơ lê số là một trong những con vang mà nó là một dòng vang lai giữa cơ và số. Nó tích hợp những cái phần cơ dễ chỉnh cũng như một con vang cơ như một con âm ly. Nhưng nó lại tích hợp được những cái hay revert của một con vang số. Đấy. Thì ở trên thị trường hiện tại bây giờ mọi người đang thấy quá hot về vang số và hiện tại em bán vang số rất là nhiều. Nhưng nói về cơ lê số thì em chỉ mặc định gần như em chọn rất ít sản phẩm bán. Và EIM là một cái sản phẩm mà luôn luôn là lựa chọn hàng đầu của mình em. Hiện tại thị trường này cũng có một số hãng cũng chạy đua vào cái phân khúc đó là cơ lê số dành cho những người mà đang gọi là bán chuyên nghiệp. Có nghĩa các bác đang dùng một những người mà sử dụng gia đình bình dân và chúng ta không quá am hiểu về vang số và không cài được vang số nên chúng ta dùng vang cơ. Nhưng vang cơ thì nó dở quá lại không dùng được. Cuối cùng chúng ta chọn một con vang cơ lê số để cho tích hợp cả hai. Thì có nhiều hãng hiện tại bây giờ như Gutin, rồi DB Aquatech, rồi là AP rồi Next rồi vân vân và vân vân. Thực sự có rất là nhiều hãng hiện tại đã chạy vào cuộc đua của phần cơ lê số. Nó cho ra những cái mẫu mã cực kỳ đẹp và thượng và hợp thời thượng. Nó rất là nhiều chưa nào là có bầu Bluetooth rồi cũng qua vân vân và vân vân. Cực kỳ nét luôn, rất đẹp luôn. Nhưng nếu nói về chất âm thì hiện tại bây giờ đến thời điểm hiện tại bây giờ luôn, chắc chắn là anh em chơi âm thanh trên mọi miền tổ quốc cũng không phải riêng mình em, là những người buôn bán âm thanh, những người xài âm thanh cũng biết. EIM nó vẫn là một cái bóng quá lớn để cho các hãng vượt qua. Nó có những cái đặc biệt và nó có những cái độc quyền mà không có hãng nào có thể ăn cắp được cái chất của nó. Và nó rất là hay. Nó cực kỳ hay luôn. Nó hay về cái tính effect và nó là cực kỳ mềm mại, nó rất đẳng cấp luôn. Và đến ngày hôm nay thì thực sự là với con EIM này thì em bán hiện tại trên thị trường Việt Nam nó quá nhiều rồi. Và đầu xuân năm mới thì em cũng về được một lô số lượng khá là ít, tầm khoảng 10 mấy 20 con các bác ạ. Rất là hạn chế luôn. Và ngày hôm nay thì em xin giới thiệu các bác luôn về con EIM OK58 để tiếp tục các bác có thể, những bác nào mà thích vòng bằng cơ lê số thì hãy liên hệ với em. Đấy, đối với bằng cơ lê số thì EIM thì nó là một dòng vang size 1.5U, size 1.5U các bác nhé. Đấy, 1.5U. Với những phần chỉnh cơ, tất cả phần equalizer sẽ được chỉnh bằng cơ hết. Equalizer của phần mic và equalizer của phần music và mọi thứ sẽ được chỉnh bằng cơ. Những cái phần bằng số sẽ được bên em cài bằng tay hoặc bằng máy hết cho các bác luôn. Các bác về không phải can thiệp vào phần số nữa. Các bác chỉ cần chỉnh bằng những phần equalizer bằng cơ thôi. Đấy, lấy cái tool, lấy cái bút điện và chúng ta chỉnh bắt chép vào đây. Rất đơn giản luôn. Và âm lượng music và âm lượng của mic ở đây. Đấy. Về vang EIM thì thực sự các bác luôn là cái kiểu dáng của nó thì từ xưa này nó cũng chẳng thay đổi gì cả. Nó chẳng khác nhau một cái gì cả, lúc nào nó cũng như thế này các bác ạ. Đẹp thì chẳng phải đẹp mà xấu cũng chẳng phải xấu. Đấy, chiết áp thì nó sử dụng chiết áp bi xịn rồi. Đấy, rất là ngon lành rồi, rất đẹp rồi, rất là nét căng rồi. Đấy, bây giờ chỉ cần nói chất âm thì nó, em nói luôn về vang cơ lấy số thì em chưa bao giờ đánh giá cao bằng vang số cả. Vang số là một dòng vang chuyên nghiệp nhất. Đấy, nhưng cơ lấy số là một cái dòng vang mà nó giao thoa giữa cơ và số và nó đã lấy được một cái phần effect hay đẳng cấp của vang số và phần dễ chỉnh của vang cơ. Đừng nhìn nó về giới hạn về cái cách về những cái chuyện về chuyên sâu. Đấy, em vẫn thích vang cơ vang số hơn. Nhưng cơ lê số là một dòng vang mà bán chạy hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều người không dùng được vang số, phải dùng vang cơ lê số. Và EIM nó là một sự lựa chọn hàng đầu. Và hiện tại bây giờ các bác chắc chắn là không bao giờ bỏ qua. Đấy. Còn về với nội thất bên trong EIM thì nó thật với các bác luôn. Với nội thất bên trong của vang EIM thì nó đỉnh luôn chứ không phải dạng thường nữa. Sử dụng 6 con dơ le. Đấy, chống đoạn mạch ở trên đây, chống sung ở trên cái phần 6 đường canon ra. Đấy, xong cái lè ở đây bằng nha, cực kỳ đỉnh luôn. Men 2 tầng, cực khủng luôn, cho bác luôn. Một con vang cực nét luôn. Đấy, đây là cái túi bộ ốc các bác nhé. Bộ ốc đây thì đã rơi. Đấy, ở phía sau bác có thể thấy đây, nó sẽ có những cái phần chỉnh của phần sub nữa. Đấy, chỉnh phần sub đây nha. 6 đường canon ra, 5 đường mic. Đấy, 2 đường tín hiệu vào, 1 đường rec ra, 1 đường hòa xiền nữa. Đỉnh luôn. Bộ mạch sáng quắc các bác nhìn này. Đang nét căng luôn. Đấy, với những cái bo effect này thực sự là hiện tại bây giờ có nhiều dòng vang mà cũng chưa thể làm được. Mà nếu bây giờ họ làm á
có thể họ vẫn có thể làm được. Nhưng nếu bây giờ họ làm có thể là những linh kiện như thế này thì cái giá thành nó lại cao quá không bán nổi, thì bây giờ là cái nhu cầu bây giờ thì thị trường là chạy đua theo giá, bên nào bán rẻ hơn là bên nó sống, cho nên là họ cứ chạy đua theo giá cả, cuối cùng là họ giảm chất lượng sản phẩm xuống, cho nên là hiện tại bây giờ nhiều dòng vàng tại sao mà không hay bằng được. Đấy. Có những con vàng đời mới bây giờ đẹp lắm nhưng cũng không thể hay được, bởi vì thực sự là nó có những thua thiệt. Và những cái đời trước thì đương nhiên là hồi họ làm cái linh kiện, họ làm cái bề mạch rất là dày, các bạn nhìn này, những cái men nó rất là dày luôn, cực kỳ dày luôn. Những cái ốc bao nhiêu năm rồi bác nhìn này vẫn đang sáng, là các bác biết là chất lượng cái nào rồi, đang rất đẹp luôn đấy. Và với những con vàng này chắc chắn là làm cho các bác chơi âm thanh thì những bác nào đã dùng rồi thì mê lắm các bác nha, chắc chắn là mọi người không thể bỏ qua được một con vàng EIM đẳng cấp như này. Và những bác nào mà đang cần một con vàng mà dễ cài, dễ sử dụng mà lại hay đấy, tiệm cận với những dòng vàng số chuyên nghiệp, thì đây là một con vàng các bác không thể bỏ qua được. Hãy liên hệ ngay với cái hàng âm thanh số đỏ để chúng ta sẽ có những cái con vàng đẳng cấp nhất và chất lượng tốt nhất các bác nha. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Nếu bác nào đang xem video này của em mà chưa đăng ký kênh, rất mong được các bác hãy ủng hộ cho em một nút đăng ký kênh và một nút like các bác nha. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chào các bác ạ.